Yo, xin chào tất cả các bạn, nhà mình là Phan Ăn Nay. Cảm ơn các bạn đã tham gia sự kiện 1 triệu sub kênh YouTube của mình. Thì hiện tại cái bài 1 triệu sub của mình sẽ đăng vào đúng lúc kênh YouTube mình đạt 1 triệu sub, cho nên các bạn nhớ theo dõi kênh YouTube của mình nha. Thì cái bài Kiều Nguyễn Bích, nhiều bạn hỏi là anh ơi chừng nào ra bài Kiều Nguyễn Bích. Thì cái bài đó thì tụi mình muốn làm gần xong cái MV rồi tụi mình mới đăng bản audio. Thì nó sẽ rơi vào khoảng đầu năm 2019 nha. Cái bài này mình hợp tác với bạn Mon và một giọng ca nữ nữa. Cái giọng ca nữ đó thì mình bí mật. Vâng, còn video này á, thì mình muốn nói cho các bạn là mình muốn giới thiệu với các bạn một bài rap. Rap về Dorami, một bài remix cực kỳ dễ thương đến từ bạn Mon của chúng ta. Vâng, nhưng mà bạn đó đã đăng cái bài đó lên cái kênh YouTube của bạn đó rồi. Nhưng mà mình muốn chia sẻ lại cho các bạn xem trên kênh YouTube của mình. Đó, cho nên là mình sẽ giới thiệu các bạn cái bài này. Và các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình nha. Vâng, 1 triệu sub sẽ có bài 1 triệu sub. Quá đơn giản luôn, xin chào tất cả các bạn. Và chúng ta cùng thưởng thức bài rap về Dorami remix đến từ bạn Mon. Một con mèo máy tên là Doremi, 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 Doremi. Con mèo máy tên là Doremi, 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 Doremi. Một con mèo máy tên là Doremi, luôn luôn vui tươi, thông minh và đôi khi hơn hẳn người anh của mình là Doremon đến từ tương lai, cùng sản xuất trong một nhà máy. Em cho người anh à, mèo mấy có chút tài lanh, bé màu vàng và đôi tai màu đỏ, có chiếc vòng cổ của bé màu xanh xanh. Khi sự quậy phá của người anh đang ập đến, thì cũng là lúc em gái này đến giúp đỡ, trở thành anh em và dùng chung một loại dầu. Những người sợ chuột đứa sợ dáng thì khó đỡ. Cô bé có vô vàn sự đáng yêu, vẫn đi dưa ghen là muốn ăn không thể thiếu. Có một sợ hát cùng rất hay, con gái đám đen như vậy cũng dễ hiểu. Một con mèo máy tên là Doremi, 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 Doremi. Con mèo máy tên là Doremi, 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 Doremi. Suka Nobita trai cô, trai em đang đánh Sunio. Doremi ngăn cái đỡ nổi, đều đã hay giỏi nói thế cũng giận rồi. Thì cứ để đó Doremi này lo cho. Da vàng vàng, tai đỏ đỏ, cao 1 mét, chiếc cú thì nhỏ nhỏ, những việc nào Doremi chẳng làm được. Thì cứ để đó Doremi này lo cho. Một con mèo máy tên là Doremi.